À, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. thì hôm nay tiếp thủ các video chia sẻ chủ đề uh, sử dụng máy tính thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số thông tin đó liên quan đến uh, các cái dòng uh, CPU của Intel và trên uh, máy tính bàn các bạn nhé để các bạn uh, có thêm uh, thông tin các bạn uh, tham khảo nhé. và trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số video về một số dòng uh, CPU ở trên uh, máy tính bàn trên uh, cả trên laptop. Đó. À, để các bạn uh, mới uh, sử dụng máy tính các bạn có thêm uh, thông tin tham khảo hoặc là các bạn đang có nhu cầu mua máy tính các bạn uh, phục vụ công việc hoặc là học tập giải trí các bạn nhé thì các bạn có thể truy cập thêm kênh của mình các bạn tham khảo thêm nhé thì trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn thêm là hai cái dòng CPU tầm trung của Intel ở trên máy tính bàn đó là Core i5 14400 cũng mới ra năm 2024 và Core i5 14600K cũng ra năm 2024 cuối năm 2023 đó, một bên là dòng thường và một bên là dòng ca dòng ca thì nó sẽ có cái tính năng ép sung có nghĩa là có thể thay đổi cái sung nó lên cao hơn tùy vào cái cấu hình phần cứng cho nên là ở đây thì cũng chia sẻ với các bạn là mình sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta điểm qua được một số cái thông tin về số lõi số luồng về sung ở GPU để công suất xem thử là hai cái dòng một cái dòng thường và một cái dòng ép sung thì nó sẽ tranh lệch với nhau như thế nào về cái số lõi số nhân số sung các bạn nhé để còn thông tin về cái số điểm và đánh giá hiệu năng từng cái dòng CPU này thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên uh, internet nhé mình thấy có một số trang web có chia sẻ về cái đánh giá điểm như là hiệu năng uh, so sánh hai cái dòng này với nhau thì các bạn tham khảo thêm nhé rồi đầu tiên là về số lõi các bạn nhé để thì số lõi thì uh, là hai cái dòng này rõ ràng là nó sẽ khác nhau mặc dù là đời 14 cả i5 uh, 14.400 thì nó ra mắt vào uh, quý 1 uh, 2024 tức là đầu uh, năm 2024 và cái thời điểm mà mình uh, chia sẻ cho các bạn ở đây ấy, thì uh, đảo vào uh, À, khoảng giữa tháng 9 năm 2024 đấy cái con còn cái con mà y 600 k dòng ép đấy tức là mở khóa cái hệ số nhân á, thì nó vào quý 4 để, năm 2023 tức là cuối năm 2023 là tính đến dư thì cũng gần một năm tức là hai cái dòng này về cơ bản thì nó cũng không tranh lệch nhau về cái thời thời gian nhiều lắm đấy, một con thì ra cuối năm và con kia thì ra khoảng đầu năm à, của cái năm kế tiếp <laughs> Đó, thì đầu tiên là về cái số loại thì cái con i5 đời i5 14 thường 400 ấy, i5 uh, CPU i5 14400 thì nó có 10 loại thôi các bạn nhé Đó, 6 loại B và 4 loại E thì cộng lại là 10 loại. Còn cái con i5 dòng K này thì nó có 6 loại B và cộng thêm 4 loại E nữa là 8 loại E. Thì uh, như vậy là tính ra là 6 6B với 8E thì cộng lại là thành 14 loại. Đó như vậy là chênh lệch nhau ở hai cái dòng này đó là về cái cái số loại E. Uh, 5 dòng K thì nó sẽ uh, hơn cái dòng i5 thường bốn cái loại e Đấy, và theo cái thông tin mình cũng tham khảo và cập nhật thì mình thấy rằng là đối với cái loại e hiện nay ở trên cả cpu của máy tính bàn và ở trên laptop thì hiệu năng của nó cũng khá tốt các bạn nhé chứ không phải là loại e là cái loại nhỏ thì hiệu năng nó thấp đâu hiệu năng của loại e cũng khá là tốt để xung khá cao Đó, về tần số turbo tối đa thì đối với cái dòng i5 này thì nó có 4.7 thôi Đấy nhưng mà sang dòng i5 14.600k thì nó đã lên đến 5.3 Tức là chênh lệch nhau À, 6 606 GHz chênh lệch nhau cũng khá là nhiều đó các bạn nhé 0,6 GHz thì chúng ta nhân với số đổi ra số mê thì 0,6 này đấy và chúng ta nhân cho à, 11024 để chúng ta đổi ra mê thì chênh lệch khá nhiều đã chênh lệch 614,4 MHz thì chúng ta tạm thời tính như vậy nhá đã chênh lệch hơn khoảng hơn 600 m rồi chênh lệch khá nhiều về cái tần số turbo tối đa à tần số turbo của loại B thì nó 447 47 và nó đã lên đến uh, 53. 53 thì ở đây cũng chênh lệch. Theo cái à, công bố của Intel thì nó lên đến à, cũng 0.6. À, tần số cơ sở của loại B thì có sự khác biệt cũng khá nhiều, đấy 2.5 và chạy lên 3.5. À như vậy là chênh lệch nhau là 1 GHz các bạn nhá, chênh lệch khá là nhiều à, về tần số cơ sở của loại B. Đấy, chênh lệch 1 GHz. À, về tần số của loại E thì nó chênh lệch khoảng 0.5 tức là 3.5 và nó nhảy lên nó 4.0 đấy chênh lệch 0.5 GHz chênh lệch rất là đáng kể luôn về tần số cơ sở của loại E thì chênh lệch 1.8 và nó nhảy lên 2.6 tức là nhảy lên khoảng là 0. 0.8 GHz các bạn nhé cũng gần bằng không gần bằng 1 GHz rồi chênh lệch khá nhiều đấy chênh lệch 0.8 GHz đó như vậy là về chênh lệch về cái tần số về cái số xung nhịp là chênh lệch khá nhiều ở hai cái dòng Uh, i5 14.400 và i5 16.600k rồi về siêu phân luồng thì chắc chắn là có rồi về uh, số luồng thì có 16 luồng đấy i5 thường có 16 luồng còn i5 dòng k có 20 20 luồng ở đây thì các bạn lưu ý là được chỉ có loại b là nó có siêu phân luồng thôi nha còn cái loại e thì không ở đây chúng ta có 6 loại b thì siêu phân luồng lên là nhân đôi lên đó thành 6 x 22 cộng với 4 là thành 16 là 16 loại còn bên này thì 6 loại b nhân đôi lên là 12 12 cộng với 8 là thành 20 đó, 14 loại và 20 luồng. Đã, số loại và số luồng khá là nhiều. Đã, so với các bạn thấy rằng là so với các cái đời y uh, 5 từ cái đời uh, 11 trở về trước ấy, thì số loại số luồng nó khá là ít. Đấy và sung của nó cũng khá là thấp, cũng không mình thì nghĩ là cũng không cao lắm. <laughs> và sang cái từ cái đời thứ 13 trở lên ấy, thì cái rõ ràng là con y 5 thì về số loại và số luồng nó đã tăng lên khá là nhiều. Đấy và sung cũng cải thiện đáng kể về gbu các bạn nhé gbu thì cũng có khá khác biệt khá tốt từ từ uhd graphics 7730 và nó chuyển lên trên lên thành uhd graphics 770 thì mình thấy là cái con uhd graphics 770 này thì nó thường trang bị đến các cái dòng i7 các bạn này cao cấp ở đời i7 đời 12 thì nó đã có cái dòng uhd graphics 770 này Đó, thì Tất nhiên là cái dòng GPU này mà càng mới, càng cao thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái độ phân giải của hình ảnh màn hình nó sẽ tốt hơn. Và các bạn, nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm các cái à, hỗ trợ liên quan đến các cái màn hình mới hiện nay có độ phân giải cao nó tốt hơn khi các bạn sử dụng nha. À, tất nhiên là mình nghĩ là đối với hiện nay thì cái dòng UHD Graphics 730 này thì hỗ trợ cho các bạn về cái công việc cũng khá là tốt rồi. À, tần số đồng tối đa thì các bạn tham khảo thêm. Tần số đồng tối đa thì mình thấy là không có gì thay đổi vẫn là 1.55 GHz. À, về công nghệ thì công nghệ vẫn là 10 nanomet. Đó, tối đa màn hình thì vẫn là 4 không có gì khác nhau à, bộ nhớ ram thì có khác nhau các bạn nhé bộ nhớ ram thì vẫn là hỗ trợ ddr4 bớt 3 hai bên này cũng à, cũng vậy luôn cũng hỗ trợ ddr4 bớt 3.2 đấy nhưng mà về cái ddr5 thì nó khác nhau à, cái năm thường thì ddr5 bớt 4.8 tốc độ tối đa là 4.8 còn sang cái dòng à, dòng ca thì đã hỗ trợ cao hơn ddr5 à, tốc độ lên đến 5.6 này có sự khác biệt khá nhiều ở cái dòng ram ddr5 À, bộ nhớ đềm thì chênh lệch nhau khoảng 4M, tranh lệch khá đáng kể các bạn nhé, 20 và đã chuyển lên 24, tức là chênh lệch 4M à, Socket thì không có gì thay đổi, vẫn LGA 1700 à, Thì từ cái đời thứ 12, đời 13 và đời 14 thì mình thấy là à, Intel vẫn để socket LGA 1700 tức là dùng chung một cái ký à, LGA 1700 Rồi một cái vấn đề nữa là công suất thì khá, thay đổi khá nhiều đó, bên này bờ bên này thì uh, Intel công bố là cái công suất cơ bản là 65W lên 148W là tối đa ở trên ghi dòng i5 uh, 14400 thường đó nhưng mà sang bên này thì uh, Intel đã lên đến 125W ở về cái công suất cơ, cơ bản á thấp nhất ở phía dưới 125W và lên đến là 181W đó, tất nhiên ở đây thì các cái thông số đấy thì chia sẻ các bạn ở trên về mặt lý thuyết in theo công bố đấy, còn về thực tế thì công suất nó như thế nào thì còn phụ thuộc vào phần cứng của máy của các bạn đấy và các bạn sử dụng cái phần mềm gì các bạn sử dụng vào cái công việc gì đó thì rõ ràng là cái công suất chênh lệch khá nhiều đấy ở đây chúng ta sẽ tính ngưỡng tên nhá 148 mà lên 181 thì nó sẽ lệch nhau bao nhiêu đây 181 này. và chúng ta trừ cho 148 à, tính cái ngưỡng tên thôi rồi bằng đó, tranh lệch hơn 30W các bạn khá là nhiều đấy tranh lệch hơn 30W trở lên là là cũng khá là nhiều rồi à, về cái về cái hiệu suất cũng như là khả năng tiêu thụ điện à, và cái công suất tiêu thụ càng nhiều xét về về cùng đời cùng một cái công nghệ mà công suất nó càng lớn thì rõ ràng là hiệu năng CPU nó càng tốt đấy và nó sẽ đi kèm với vấn đề là sử dụng điện năng nó sẽ nhiều hơn và CPU nó sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn các bạn nhé đó thì nó sẽ nóng hơn công suất càng cao thì CPU nó sẽ tỏa nhiệt nhiều và nó sẽ nóng hơn đó, thế nên là khi mà chúng ta có cái hệ thống máy tính mà sử dụng cái con CPU i5-14600K này thì chúng ta phải đi kèm với cái hệ thống tần nhiệt tốt để phát huy hết cái hiệu năng của cái dòng CPU này Đồng thời là nó sẽ chạy tối đa maximum được cái tần số turbo của nó Đó, Còn nếu không mà chúng ta có hệ thống tần nhiệt kém ấy, Đối với dòng i5 mà có hệ thống tần nhiệt kém thì các bạn biết và không phải là dòng i inox mà tất cả các dòng khác nếu mà cái nhiệt độ nó lên quá cao hoặc là nó quá ngừng của nó thì nó sẽ giảm cái cái sung xuống và nó sẽ không phát huy được cái hiệu suất của con CPU đó. Là cho nên vấn đề tản nhiệt rất là quan trọng đối với dòng CPU i5 14600K các bạn nhé và các cái dòng K khác của Intel. Đó, ngày ra mắt thì lúc này chia sẻ các bạn thôi, một con thì ra đời vào quý đầu năm 24, một con ra đời vào quý 4 2023, tức là chênh lệch nhau về thời gian không nhiều lắm. và các bạn cũng để ý là đối với cái đời thứ 12 trở lên các bạn nhé thì cái dòng CPU ở trên máy tính bàn thì nó sẽ có hai cái nhân nhé đó nhân B và nhân E đó nhân E thì nó sẽ làm những công việc nhẹ hơn và tiêu thụ điện năng ít hơn còn khi các bạn chuyển sang cái công việc nó nặng hơn thì CPU nó sẽ huy động thêm cái loại B này nó sẽ làm công việc nặng hơn và nó sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn và cái loại B này thì nó lớn hơn cho nên được gọi là hiệu cái loại hiệu suất hay còn gọi là loại hiệu năng cao và chúng ta sẽ đi kiểm tra cái giá các bạn nhé ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra cái giá về cái giá của dòng in i5 14600k này đi một cái dòng này khá là mới và cũng hiệu suất khá là cao chúng ta sẽ kiểm tra cái dòng này xem thử là giá nó bao nhiêu Đó. hoặc là bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái dòng i5 14400 này trước đi Đấy, xem giá nó bao nhiêu à, mình sẽ vào cái cốc cốc các bạn nhé này các bạn có thể vào Chrome hoặc là Firefox các bạn kiểm, tra Đấy, chúng ta gọi từ khóa là i5 14400 này Đấy, thì sau khi các bạn gõ vào i5 14400 thì các bạn nhấn Enter trên bàn phím nhé để chúng ta truy cập vào cái trang web và chúng ta kiểm tra cái giá thì ở đây mình vào mình kiểm tra giá cho các bạn thôi nhé cho mình có thể là vào cái trang cả cái trang sèn đỏ là là đa vân vân ở đây thì mình cũng không phải là quảng cáo sản phẩm uh, chỉ vào đây để uh, kiểm tra cái giá để chia sẻ các bạn thôi đây uh, cái dòng ở đây các bạn này không biết là cái giá này bây giờ là còn uh, uh, bán một số cái trang web thì ở đây họ để cái giá giá mới lúc mới ra nhưng thực tế bây giờ giá nó có thể, thể là giảm xuống rồi ở đây còn để là i5 14400 400 dòng F dòng F thì nó không không có GPU và chúng ta phải sử dụng cái cạc đồ hòa ngoài thì nó chảy mới chạy được vậy tính chúng ta mới chạy uh, ra màn hình được À, 6 triệu 380 000 à, Ở đây thì hàng, hàng 14.400F Hàng Tây Hàng Tây mới Bảo hành 36 tháng Ở trên Shopee nhé Có giá 5 triệu 2 Thì hàng Tây Hàng Tây thì nó không có hộp các bạn nhé Khi các bạn mua về thì nó Chỉ có cái CPU không Không có hộp Và cũng không có quạt à, Giá nó rẻ hơn Hàng Tây thì nó sẽ rẻ hơn à, 5 triệu 225 ngàn Đây còn bán 5 triệu 8 này ở đây mình kéo xuống dưới đi nha Chúng mình xem thử thế nào Ở đây còn hàng các bạn này Giá khá là cao là 6 triệu 299 000 Tức là khoảng gần 6 triệu 3 Ở đây là trạng thái con hàng 6 triệu 190 000 Có nghĩa là gần 6 triệu 2 Đây cũng vẫn bằng 6 triệu 3 các bạn này 6 triệu 3 nha Rồi như vậy là các cửa hàng Thì nó có thể bán tranh lệch nhau từ 100 đến 200 à, Tùy từng thời điểm và từng cái địa phương Nhưng mà chúng ta lấy gần bằng khoảng tầm 6 triệu 6 2 đi Trên dưới 6 triệu 2 Đối với cái dòng i5 14.400 nha Bây giờ chúng ta sẽ sang cái, cái dòng i5 14600K đây Chúng ta gọi từ khóa là i5 14600K nhé và nhấn enter trên bàn phím. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra giá này. Cái dòng này thì à, nó chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn bởi vì cái dòng ép sung. Đấy, cho nên là về cái sung nhịp nó cũng cao hơn. số lõi nó nhiều hơn thì giá nó chắc chắn nó sẽ cao hơn. Rồi, ở đây đang bán các bạn này, đang bán là giá là 9 triệu 990 ngàn, 10 triệu. Không biết là giá thực tế như thế này nó còn đúng nữa hay không ở đây bán là 8 triệu 479 ngàn cái này các bạn lưu ý là cái giá này đã có thể là thay đổi nhá có thể là họ đang để cái giá thời điểm lúc mới ra còn sau một năm thì hoặc là sau mấy tháng thì giá nó sẽ giảm xuống ở đây mình kéo xuống dưới nha rồi ở đây đang bán đây bạn này trạng thái con hàng 8 triệu 490 000 này tức là khoảng 8 triệu rưỡi gần bằng gần gần 8 triệu rưỡi ở đây là ở đây là 7 triệu rưỡi này 7 triệu rưỡi thì cái rõ ràng là cái hàng này thì uh, 4, 7 triệu 490 ngàn có thể là đi cùng với cái việc là uh, BBC ở tại cửa hàng của họ luôn đấy thì giá nó sẽ giảm xuống Đó, 7 triệu uh, 550 nghìn này trạng thái con hàng này đấy 8 triệu tư này trạng thái con hàng này đó là 8 triệu rưỡi đó rồi tạm ở đây đang bán là 8 triệu 990 ngàn gần 9 triệu luôn đấy giá là khá, khá là cao và chênh lệch nhau thì tùy từng cửa hàng là 200 300 thậm chí là 4 500 và ở đây thì chúng ta lấy gần bằng khoảng Tên dưới 8 triệu rưỡi đó thì bây giờ là mình sẽ à, trừ cho các bạn xem nhá chúng ta sẽ lấy từ ra này mình sẽ lấy là 8 triệu rưỡi đây trên dưới 8 triệu rưỡi đối với cái dòng à, i5 dòng k và từ cho i5 dòng thường là lúc này mình lấy là trên dưới 6 triệu 2 và chúng ta bấm bằng này đấy như vậy là chênh lệch nhau khoảng tầm 2 triệu 3 các bạn nhá chênh lệch nhau khoảng 2 triệu 3 tức là trên dưới khoảng 2 triệu 3 thì à, cái này là mình lấy gần bằng thôi không chính xác được bởi vì cái giá có thể thay đổi từng thời điểm và từng cái cửa hàng bán đó, thời điểm mình chia sẻ các bạn ở đây là vào À, khoảng giữa tháng 9 năm 2024, chênh lệch nhau khoảng tầm 2 triệu 3 đến dưới 2 triệu 3. À, thì vấn đề này các bạn à, rất là cân nhắc nhé Đấy thì tất nhiên là khi các bạn mua cái dòng i5 14400 này thì nó sẽ đi với cái hệ thống máy tính nó giá nó sẽ rẻ hơn bởi vì i5 nó đã rẻ hơn khoảng hơn 2 triệu rồi. Đó và các cái phần cứng thì không cần đòi hỏi nó cao quá đối với cái dòng thường này. Dành dòng ca này thì à, mình cũng thấy rằng là đối một số cái à, cửa hàng hoặc là một số bạn có chia sẻ dùng máy tính lâu năm thì cũng À, nếu đã sử dụng cái dòng ca này thì cần có một cái hệ thống phần cứng tốt hơn à, ví dụ như các bạn phải sử dụng cái cái men z để ấy, rồi sử dụng cái nguồn có công suất tốt hơn à, các linh kiện linh kiện khác nó phải tốt hơn cho nên là nó sẽ kéo theo cả cái, một cái bộ máy của dòng i5 14 dòng ca này khá là cao đó, tất nhiên là đối với trường hợp các bạn cần dùng một cái bộ máy có cấu hình tốt mạnh các bạn thích cái vấn đề ép sung chẳng hạn và các bạn cần một cái một cái hệ thống máy tính có hiệu suất tốt để các bạn làm công việc nó nhanh hơn để tiết kiệm thời gian thì và có điều kiện kinh tế thì các bạn vẫn có thể chúng ta mua cái dòng này để chúng ta sử dụng nhá đấy rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn một số thông tin để liên quan đến cái dòng CPU tầm trung của Intel đó cái dòng i5 dòng thường và i5 dòng k đều là đời 14 để và chúng ta so sánh xem thử là hai cái dòng này nó khác nhau như thế nào về cái thông số cơ bản đó còn các bạn muốn kiểm tra đầy đủ hơn thì các bạn có thể vào thêm cái trang chủ của Intel nha các bạn tra thì khá là đầy đủ Đó. rồi mình xin dừng uh, video này nhá cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn uh, sử dụng máy tính thành công nhé sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá mình sẽ trao đổi với uh, tất cả các bạn à, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá mình uh, có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho các bạn nhé rồi xin chào uh, tất cả các bạn